Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình nha. Thì hôm nay trên cánh đồng của mình có rất là nhiều xe nha các bạn ơi. Đó, các bạn nhìn này, rất là nhiều xe nha. Bây giờ mình sẽ lên một chiếc xe nào đó để mình đi một vòng cho các bạn xem nè. Đây, mình sẽ lên chiếc xe màu xanh dương này nha các bạn. Lên xe. Rồi, lên được rồi nha các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi nha các bạn. Đây, một chiếc xe màu xanh dương nha các bạn ơi. Wow, các bạn nhìn nè, nó đang đóng lại, nó đang đổ ấy. Độ cái này được gọi là xe tải để chở đất cát đó các bạn ơi. Đây này đó, nó mở ra để nó đổ đất cát xuống để xây dựng đó các bạn. Rồi mình đóng lại nha. Rồi đóng lại rồi, bây giờ mình tiếp tục đi nè. Mình sẽ đi cho các bạn xem một vòng ở đây nha. Một vòng ở đây là khu vực công trình xây dựng nè các bạn ơi. Wow, đây là một cái nông trại nè các bạn. Rồi mình sẽ đi cho các bạn xem nè. Wow, đúng rồi, đây là một công trình đang xây dựng nè các bạn. Đó, mình sẽ chạy xuống cho các bạn xem nha. Đây là công trình đang xây dựng này. Ui, xe mình ném tiếp bị lật rồi nhưng mà không sao hết. Rồi cái công trình này nó cao quá các bạn ơi, mình không lên được rồi, nhưng mà bây giờ mình sẽ lui xe về nè. Rồi luôn các bạn ơi, xe mình nó bị kẹt ở đây luôn rồi, nó không đi được nữa rồi. Rồi luôn nè, nó bị kẹt rồi nè các bạn ơi, nó không có còn đi được nữa rồi. Rồi luôn, ai xe công trình gì kỳ vậy, làm kẹt xe của mình luôn rồi. Thôi mình giờ mình đổi xe khác thôi. Đây là một chiếc xe chở dầu nè các bạn ơi, đây nè. Xe chở dầu này dùng để chở dầu cho mấy cái chiếc xe cần cầu để đi xúc đất đó các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ chạy qua bên kia để mình giải cứu chiếc xe tải của mình nha. Đi thôi. À, nhìn thấy thế nào? Wow, ở đây chạy rất là nhanh. Xe chở dầu này chạy rất là nhanh nha các bạn ơi. Nè, đây là công trình đang xây dựng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi cẩn thận lại nha. Nè, đó, bây giờ mình sẽ thấy là chiếc xe tải của mình nó kẹt kìa. Và đây như là nhà của người ta nha các bạn ơi. Wow, nhìn người ta đẹp quá các bạn ơi. Wow, quá nhà đẹp quá thì các bạn muốn thì có cái cửa này để mình thử đi vô con người ta có cho mình vô khám phá không nha. Rồi đi vô thôi, từ từ mình tự nguyện lại cho đàng hoàng lại nha. Rồi vô đi nào, cho vô đi nào. Ồ, đây người ta nó đóng cửa rồi các bạn ơi. Ồ, mở cửa ra đi nào. Ủa sao không ai mở cửa cho mình vô hết các bạn ơi. Rồi người ta không mở cửa cho mình vô rồi các bạn ơi. Không kệ, không sao hết, mình sẽ đi về nè. Mình sẽ đi một vòng cho các bạn xem nha. Rồi đi thôi. Ở trên mình sẽ các bạn muốn mình đi bên nào đây? Ở đây chúng ta có hai, ở đây có các bạn dừng cơ là dừng lại các bạn ơi. Đây các bạn dừng lại cái kìa. Ở đây có hai đường nè, các bạn muốn mình đi đường nào? Đi đường bên này hay đi đường bên này? Mình thích đi bên trái hơn nên mình sẽ đi đường bên trái nha. Đi thôi. Wow. Ở trên trời có một cái khinh khí cầu cái kìa các bạn ơi. Là bữa nào mình thử để đi làm mình để dành tiền mình mua khinh khí cầu mình mua kính cầu giờ mình làm video cho các bạn xem nha. Còn các bạn nào mà muốn mình làm về kính khí cầu thì các bạn hãy nhớ đăng ký để mình có tiền mình mua nha các bạn ơi. Rồi đi thôi. Wow, thấy có một cái tàu nè các bạn. Đây cái tàu rất là đẹp nè. Wow, đây có cái gì đây? Ồ thì ra đây là khu thành phố nè các bạn ơi. Nó có thùng rác để đổ rác cái kia và nó có các bạn chỉ dẫn đi đâu đây. Thì mình sẽ đi theo các bạn chỉ dẫn đi nha. Rồi, đây nè, còn các bạn chỉ dẫn nào không? Hết bạn chỉ dẫn rồi các bạn ơi, nhưng mà đây là một cái thành phố rất là đẹp này. Rồi mình đã đi ra khỏi khu thành phố rồi đây nè, để đi xuống dưới đây nha các bạn. Đấy các bạn nhìn thấy cái ui rồi lúc công như cái cột đèn luôn rồi, mình không sao hết, xe mình cũng còn chạy được nè các bạn ơi. Rồi đi thôi, bây giờ mình sẽ đi thử coi là xe của mình có thể là chạy nhanh hơn khi mà đi xuống dốc không nha. Rồi đi thôi. Wow, ở dưới dốc có một cái hồ nước cái kia mình sẵn rồi, mình sẽ đi rửa cái xe của mình luôn nha các bạn ơi. Xe của mình là xe bất tử nên mình không sợ chạy dưới nước đâu. Rồi bây giờ mình sẽ chạy xuống mình tắm mình rửa xe luôn nha các bạn ơi. Mình chạy được tắt luôn nè. Đó, ui rồi luôn, nó bị lật luôn rồi các bạn ơi. Ui rồi luôn, tập vô cây rồi luôn, bị lật luôn rồi nè. Xe chở dầu của mình bị lật rồi các bạn ơi. Rồi luôn, xe của mình nó lộn mấy vòng rồi, nó bị hư luôn rồi nè. Mình sẽ đổi sang xe khác nha. Đây là một chiếc xe cứu hỏa nha các bạn ơi. Đi thôi. Đây, bên lên này các bạn ơi, chúng ta có một chiếc xe cứu hỏa ở đây nè. Rồi bây giờ sẽ đi bên này nha, để mình đi lên trên rồi để mình xem bên này có những gì nha. Wow, đây có một cái cây cầu nha các bạn ơi, lấy được mình chạy lên cầu cho các bạn xem nha. Rồi ở đây ở đây là một cái đập nè các bạn ơi, đập nước các bạn ơi. Wow, đây có một chiếc xe hơi nè, mình sẽ chạy đu với nó nha các bạn. Các bạn ơi, hồi nước hồi nãy mình tính chạy xuống nhưng mà bị mắc kẹt nè các bạn ơi. Bây giờ mình kể đi, bây giờ mình sẽ chạy đu với chiếc xe hơi này trước nha các bạn. Rồi đi ra, ui rồi xe hơi thì nó chưa kỳ quá các bạn ơi, nó dám thắng thắng gấp để mà nó tông như mình luôn cái kìa. Chiếc xe hơi này được lắm, mình sẽ dí theo mình hỏi tội cho các bạn.
Vì thôi xe cứu hộ của mình chạy rất là nhanh nên mình không có sợ tới đâu. Wow, xe cứu hộ của mình nha các bạn ơi. Rồi bây giờ thì đi nha các bạn. Bây giờ mày quá, bên kia là tông vô mấy cái bụi cây rồi. À tôi quẹo qua bên đây coi kìa, mình sẽ dí theo luôn với các bạn. Ui rồi luôn, mình dí theo nó mà mình cái những như tảng đá khi mình bị lật xe cứu hộ luôn rồi thì các bạn ơi, rớt xuống dưới biển và bị kẹt ở đây luôn rồi. Bây giờ mình sẽ đổi xe xe khác nha. Đây là một chiếc xe tải nè, nhưng mình sẽ không lái xe tải đâu. Các bạn biết mình ở đây mình có rất là nhiều xe này, các bạn muốn mình đi xe nào, mình có xe cần hai chiếc xe cần cẩu luôn nè. Mình thích chiếc xe màu hồng nên mình sẽ chọn chiếc xe cần cẩu có cái đồ xúc màu hồng nha các bạn ơi. Rồi đi thôi, xe cần cẩu đi thôi nào. Đây đây các bạn ơi, đó mình mở ra nè, đóng lại nào. Đó bây giờ mình sẽ đóng lại nha. Đây nè các bạn ơi, đó mình đóng lại rồi nè. Đấy bây giờ xe cần cẩu thì chạy chậm quá các bạn ơi, xe cần cẩu gì mà chạy chậm như rùa vậy á. Thôi chắc mình phải đổi xe khác nha các bạn, mình sẽ đổi sang chiếc xe tải đây để mình xem mình thử móc xúc nước coi được không nào. Ồ xúc xuyên qua lòng nước luôn kìa các bạn ơi. Wow đúng là xe cần cẩu có khác. Wow xe cần cẩu của mình thì các bạn ơi, và nó có thể làm rất là nhiều trò nè. Đó thôi mình cất cái xe cần cẩu này vô nha, xe cần cẩu là gì đâu mà chạy chậm như rùa bò á. Mình sẽ đổi sang xe khác nha. Đây là một chiếc xe tải màu hồng nha các bạn ơi. Đây đó các bạn thấy ghê không, nó có cái đồ treo mà có thể cuốn ra nè. Đó bây giờ mình cuốn vô lại nha các bạn ơi. Đó đóng lại mở ra đó nhìn này, nhưng mà bên trong mình cũng có đựng gì đâu. Bây giờ mình sẽ đi kiếm đồ để mình đựng nha các bạn ơi. Rồi ui rồi luôn, chiếc xe mình cấy lên chiếc xe ô tô mà xe của mình nó bay lên trời luôn kìa các bạn ơi. Nhưng mà xe mình cũng còn chạy được nè, quá xịn sò luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi nha các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi qua khu công trình nha các bạn ơi. Đây nè, người ta đang có khu công trình ở đây nè các bạn ơi. Đó, nó có hình đó các bạn. Bây giờ mình sẽ dây xe lại nào. Đó, đây là một cái, như đây là cái kho, cái chỗ để gửi xe đó các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ thử gửi xe vô đây nha. Mình sẽ các bạn ơi, wow, đây có cái gì đây. Wow các bạn ơi, đây có rất là nhiều đồ nữa các bạn ơi. Đó và mình có thể đổ thức ăn cho gà hoặc là cát xuống dưới, đổ thức ăn cho gà cho bò xuống dưới đó đó các bạn ơi. Xong rồi mình sẽ đi vòng qua đây nè. Và đây là có hình như đây là một cái máy bán, một cái cửa hàng đó các bạn. Bây giờ mình sẽ thử xuống mình xem coi cái này là cái gì nha. Ồ mình cầm được cái hộp này các bạn ơi. Wow. À thì ra đây là cái chỗ để bán lớp xe nha các bạn. Đó các bạn nhìn nè, đây là các lớp xe nha các bạn ơi. Rồi mình sẽ cầm cục hàng này mình đi nha. Mình mua cục hàng này rồi nha các bạn ơi. Đây nè, mình đã mua cục hàng này nè. Bây giờ mình sẽ kiếm cách mình chọn lên xe nha. Chọn lên xe. Ui nó bay cao quá, không biết có vô được trong xe không. À chưa vô trong xe nữa, mình sẽ làm lại nha các bạn. Chọn lên xe nào. Ui nó bay cao quá mà không biết có vô được trong xe không. Đây à đã vô rồi các bạn ơi. Nè các bạn nhìn nè, đó nó nằm trong xe kia kìa. Vậy mà các bạn thấy mình ném hay không? Quá là hay luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi nào. Mình ném rất là đẹp luôn nha các bạn ơi. Mình ném được vô trong xe luôn nè. Rồi bây giờ mình sẽ thử thách tất cả các thử coi coi. Ô xe tải của mình nó lại bị kẹt ở đây nữa rồi các bạn ơi. Không đi lên được nữa rồi. Đúng là còn cái ai xây cái công trình này nhìn chán quá các bạn ơi. Nhìn nè, đó chứ công trình gì đâu mà xây cao là cao rồi không ai đi lên được. Thấy không các bạn ơi, ui đây có rất nhiều gai nè các bạn ơi, mình phải cẩn thận. Ui mình rớt xuống đây rồi, mình phải rồi lên được rồi nè các bạn. Wow có rất là nhiều gai nè các bạn ơi, không biết người ta đang xây cái gì ở đây. Đây để các bạn nhìn nè, người ta đang xây cái gì ở đây mà có rất là nhiều cái lỗ nè các bạn ơi. Đó các bạn nhìn đi, có rất là nhiều cái gỗ lỗ nha. Rồi có cả gai nữa kìa. Thôi nguy hiểm quá, mình về mình đổi sang xe khác nha các bạn ơi. Đâu rồi, xe của mình đâu hết rồi. Xe của mình à, đây xe của mình đây nè các bạn ơi. Mình hình như ôi không, mình chỉ còn có 3 chiếc này thôi, mình phải lái xe thật là mình chỉ còn 4 chiếc này thôi nè các bạn ơi, mình phải lái xe thật cẩn thận mới được. Rồi mình sẽ đi thôi nào. Đây nè các bạn ơi, đây là chiếc xe cần cẩu của mình nè. Đó bắt đầu di chuyển nào. Xe cần cẩu siêu xịn của mình đó, nó có hai cái này để bung ra để bắt đầu làm công việc nè các bạn ơi. Đây nè các bạn ơi, đó thấy chưa, bây giờ mình sẽ cậu xe ở đây nè. Đó mình còn có thể hạ cái cần cẩu xuống nữa các bạn ơi, và mình nâng cái cần cẩu lên được luôn nè. Wow đó nó lên cao lắm các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ hạ cái dây móc xuống nữa các bạn ơi. Đó
các bạn ơi, và nó còn có thể nâng cao hơn được nữa lúc kia các bạn ơi đó. Wow, đúng là xe cần cậu siêu dài của mình nha các bạn ơi, xe cần cậu siêu dài của mình nó nâng cao quá đây các bạn ơi đó. Mình phóng to ra hết cỡ cho các bạn xem nè, mình nó còn dài hơn được nữa nè các bạn. Wow, đúng là xe cần cậu siêu dài của mình có khác đó các bạn á, nó rất là dài luôn nè, và mình phải để xuống đây thì các bạn mới thấy được nè, nhưng mình đây còn dài được hơn, dài hơn được nữa đó các bạn ơi. Đây nè đó, các bạn thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ hạ cái dây móc xuống đó các bạn ơi, đúng là xe cần cậu siêu dài có khác đó các bạn ha. Rồi đó, mình sẽ hạ cái dây móc xuống, cái dây móc cái dây này nè các bạn ơi. Giờ mình thu cái dây, thu cái cây này lại cho các bạn thấy cái dây móc nha. Đó, đây nè cái dây móc cái dây này nè. Rồi mình đi thu lại nha các bạn ơi. Đây nè, đó, thu lại đó các bạn ơi. Nè, đang thu lại nè. Rồi mình thu sắp mình để lộ mình đang thả cái dây móc xuống nè các bạn ơi. Đó, mình sắp sửa thả xuống đất rồi, được rồi đây nè các bạn ơi. Wow. Hạ sắp sửa xuống đất rồi, cố lên. Đó, các bạn nhìn đi, nó hạ xuống tới đây là hết rồi nè các bạn ơi, nhưng mà cái cây này nó còn rất là dài nha. Đây nè, cái cây này nè. Cây mà đang cái cây này đây nè các bạn ơi, nó còn rất là dài nha. Rồi bây giờ mình sẽ cất cái đồ kia vô cho mình chạy nha các bạn ơi. Đây nè, mình cất cái cây này nè. Đứng lên đi nào. Đó, nó thu lại rồi đó các bạn ơi. Wow, một chiếc xe cần cậu siêu dài. Xe cần cậu siêu dài của mình thì các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi nha. Ồ, xe cần cậu này nó chỉ yếu quá các bạn ơi, nó chạy lên dốc không nổi rồi. Thôi mình sẽ cất cái xe cần cậu này ở bên đây nha. Mình sẽ về mình đổi sang chiếc xe này nha các bạn ơi. Xe này là xe gì đây? Được, các bạn biết không? Mình thì mình không biết chiếc xe này là xe gì hết á. Nhưng mà không sao, bây giờ mình sẽ thử là mình biết liền đây là xe gì nè. Wow, nó có thể buông cái chân này ra như người nhờ Spider-Man luôn các bạn ơi. Wow, nó còn nâng được cái cây lên nữa nè các bạn ơi. Không biết cái cây này có phải cây siêu dài giống như hồi nãy hay không đây. Ồ, nó nâng lên được 2 lần luôn kìa các bạn. Nó bung ra được 2 lần rồi, bây giờ mình sẽ thử coi còn lần nào nữa không nha. Rồi hết rồi, nó cứ được như vậy thôi à các bạn ơi. Ồ, nó còn được nữa nè các bạn. Wow, xịn quá các bạn ơi. Đó, nó còn quay qua quay lại được nữa nè. Đó, bạn nhìn đi. Đó, rất là ngầu nha các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cất cái cây kia lên nè. Mình sẽ cất cái cây này nè các bạn. Rồi, cất vô thôi. Đó, nó đang hạ cái xe của mình xuống nè các bạn ơi. Đó, nó thu được phía đằng trước trước rồi, nó thu phía đằng sau sau nè. Đây nè các bạn ơi, wow, có một con chim vừa mới bay lên kia kìa. Nó bay lên giờ rồi, nhưng mà cái xe cùng cậu của mình nó vẫn còn có thể xài được nữa đó các bạn ơi. Nhưng mà mình vẫn chưa biết cách nào để buông cái cây kia ra, thì cái cây này nè các bạn ơi. Đó, mình thì chưa biết cách buông ra, nhưng mà thôi kệ không sao, mình sẽ để như vậy mình đi luôn cho nó ngầu nha các bạn. Đây nè, mình sẽ để như vậy mình chạy luôn cho nó ngầu nha các bạn, ngầu bái chế bỏ chết luôn, đi thôi. Ồ, cái xe này thì hình như nó chạy hơi ồ luôn, xe của mình nó bị lật luôn các bạn ơi. Thôi chắc mình phải kết thúc video ở đây để mình kiếm cách mình giải cứu cái xe của bị lực của mình thôi các bạn ơi. Bye bye các bạn nha. Hẹn các bạn ở những clip tiếp theo nè. Các bạn đừng quên là hãy cho mình một like và một đăng ký nha. Và hãy đăng ký cho kênh Hậu Phúc TV của mình nữa nha các bạn ơi. Bye bye các bạn. Hẹn các bạn ở những clip tiếp theo.